Anh Đạt ơi, anh coi tin này nè. Ừ em. Trung ơi, em gọi nước ép cà rốt cho anh rồi nè. Anh uống đi. Cô đến đây mà không biết anh Đạt thích uống gì ở đây sao? Ở đây anh Đạt chỉ uống trà chanh thôi. Phục vụ ơi, cho đi trà chanh nha. Nước chọn thì cũng lỡ chọn nhầm rồi. Anh uống trà chanh của em đi. Trà chanh của em ngon lắm. Ngon lắm. Đồ của vợ chọn cho anh lúc nào cũng hợp thế. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nhé. Cô thấy đấy, thức uống ngon hay không á là do người thưởng thức. Anh ấy không thích trà chanh rồi. Chồng của chị trước khi lấy chị á, có biết bao nhiêu người theo đuổi, toàn là được em duyệt qua và chọn cho anh ấy thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao anh ấy lại chọn cô làm vợ nữa. Một phần cũng không bằng người khác. Thế à? Thế cuối cùng anh ấy vẫn chọn tôi và không chọn những người khác. Và kể cả... Chắc cô đủ thông minh để hiểu chứ. Chồng ơi, ở đây mùi trà xanh nồng quá. Em thấy mệt, đi về nha. Ờ, vậy để anh chờ em về nhé. Bọn anh về nhé. Hey.